Em chào các bác ạ. Video này em xin phép làm để giới thiệu cho mọi người 5 cái cỡ dây thun ống cao su tròn của bọn em hiện tại đang bán vào thời điểm tháng 4 năm 2021 ạ. Và bọn em là Tuấn Ngụy Trang, bọn em chuyên cung cấp đồ ngụy trang dã ngoại, các đồ nạ cao su phụ kiện săn bắn ở trên toàn quốc nhé. Ok, trên màn hình của mọi người đây là 5 cái kích thước dây thun cao su ống tròn của bọn em hiện tại đang bán. Và từ nhỏ đến lớn bọn em sẽ gồm các kích thước như sau, bọn em bán theo mét nhé. Các loại này là bọn em dây thun tròn bọn em bán theo mét, còn các loại dây thun làm sẵn bọn em có rất là nhiều loại. Ai có nhu cầu mua hàng hoặc là xem các sản phẩm của bọn em có thể đăng ký kênh YouTube của bọn em là Tuấn Ngụy Trang, hoặc website của bọn em chuyên về dây thun và nạ cao su là website nathun.com. Mọi người lên đấy bọn em show tất cả các sản phẩm cho mọi người xem, báo giá cụ thể cho mọi người. Còn mọi người mua hàng có thể liên hệ với em qua cái Zalo là 0971 373 969 hoặc là 0865 636 444. Facebook của bọn em là Tuấn Ngụy Trang nhé. Ok, vào vấn đề chính thì bọn em gồm 5 cỡ dây thun như sau. Thứ nhất là cái cỡ 2040, mọi người có thể xem. Dây thun này là loại dây thun có lỗ nhé. Tiếp theo là 2055 ạ. Nó to hơn một chút. Tiếp theo là dây thun 3060. Dây thun 4070 ạ. Và đây là dây thun 10 ly lỗ 6 mm ạ. Về cái kích thước thì bọn em sẽ giải thích cho mọi người một chút như sau. 2040 nó sẽ bao gồm hai cái cụm, đó là số 20 phía trước, có nghĩa là lỗ trong của nó có kích thước là 2 mm, và 40 phía sau, tức là đường kính ngoài của nó là 4 mm ạ. Tương tự như vậy, 2055 thì lỗ của nó là 2 mm, còn đường kính ngoài là 5,5 mm ạ. Còn để cho mọi người, một số anh chị không có nhu cầu tìm hiểu cái kích thước cụ thể như vậy, thì em có thể nói qua cho mọi người như sau. Dây thun 2040 này thì nó cỡ của nó bằng cái đầu đũa, đầu nhỏ của phần cái đũa. Còn dây thun 4070 này thì nó cỡ bằng cái điếu thuốc lá đấy ạ. Còn dây thun này thì nó cũng gần bằng cái ngón tay út của em đấy ạ. Đấy, để cho mọi người dễ hình dung. Còn kích thước thì nó nhỏ nhất, lớn tiếp theo, lớn, và cái này là lớn nhất ạ. Về cái lực thì nó có sự khác biệt chênh lệch giữa cái loại 2040 này và các loại khác. Còn ba cái cỡ này cái lực nó tương tự như nhau. Tại sao lại như vậy? Vì cái cỡ 2055 này tuy cái đường kính ngoài của nó nhỏ nhưng cái lỗ của nó cũng khá là đặc, cho nên là cái lực khi mình kéo ra thì nó cũng cho một cái lực rất là nặng. Các kích thước như, khác cũng như vậy. Còn loại này thì chắc mọi người sẽ sử dụng để làm nọ rồi, vì lực kéo tay của mình thì không sẽ không đến được cái sử dụng cái loại này. Ok, còn loại này thì là dành cho những ai dân chuyên nghiệp, chơi chuyên bắn kiểu kéo full frame đấy ạ, kéo tới mạ thì là mọi người sử dụng cái loại này là rất là hợp lý ạ. Ok, thì mọi người có nhu cầu mua hàng cứ liên hệ trực tiếp với em nhé, em sẽ báo giá qua cho mọi người xem như thế này. Bọn em bán theo mét ạ, tối thiểu đối với bốn loại này, tối thiểu bọn em sẽ bán tối thiểu 5 mét. Loại này bọn em bán giá 5 mét là 60 ngàn. Loại này 2055 5 mét là 65 ngàn. 3060 5 mét là 70 ngàn. 4070 là 5 mét là 75 ngàn. Chưa bao gồm tiền vận chuyển. Tiền vận chuyển bọn em ship hàng một đơn hàng trên toàn quốc là 30 ngàn tiền vận chuyển. Còn loại dây thun đỏ, loại dây thun 10 ly lỗ 6 ly như thế này, bọn em bán với cái giá là 25 ngàn trên 1 mét. Đấy, ship từ 3 mét trở lên. Và một số anh chị có hỏi là bọn em có bao ship hay không, thì mọi người lưu ý giúp em nhé. Mua trên 20 mét bọn em sẽ miễn phí vận chuyển, còn từ 5 đến 10 mét thì bọn em sẽ không miễn phí vận chuyển, nhưng bọn em sẽ giảm cái giá trị trong cái đơn hàng. Chẳng hạn cái này 5 mét là 60 ngàn, thì tức là quy ra thì 1 mét là nó 12 ngàn, nhưng nếu mọi người mua 10 mét thì bọn em sẽ lấy là 100 ngàn. Quy ra thì là 1 mét chỉ là 10 ngàn. Ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi các sản phẩm của bọn em. Mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube của bọn em là Tuấn Ngụy Trang. Bọn em sẽ chuyên cung cấp các đồ này luôn luôn có cho mọi người nhé. Ok, chào mọi người ạ.